anh thợ cày có khuôn mặt cao su, đồng thời là bạn thân chí cốt của cựu thủ tướng Anh. Ông trùm mim, cụ tổ ca khịa, ông hoàng tốc độ, người làm cho cả thế giới đều phải bật cười. Liệu những từ khóa hot hòn họt trên sẽ làm anh em liên tưởng đến ai? Chào mừng tất cả anh em đã cùng với Messine đến với chuyên mục Tất tần tật về chúa hề tuổi thơ Rowan Atkinson. Ngay bây giờ, cầm gấu Teddy trên tay đến gặp Mr. Bean nào. Và xin lưu ý, đây chỉ là sản phẩm research dựa trên những kiến thức gom góp nên sẽ mang tính chất thảo luận thiện lành, vui vẻ không cọc nhá. Được rồi, đi thôi. Nắng đã có nón, mưa đã có ô, buồn, chán nản, đã có Mr. Bean. Không biết tuổi thơ của anh em thế nào, chứ riêng đối với Messine tôi là chuỗi ngày ăn cơm cắm mặt vào Mr. Bean. Chẳng hiểu sao cái nét ngô ngố, biểu cảm gương mặt linh hoạt cùng hành động bất thường của anh chàng độc thân hậu đậu trong loạt phim cùng tên lại bánh cuốn đến thế. Mới đây, ở tuổi 70, Thánh Lầy còn tham gia viết kịch bản và đóng chính series Man vs. Bee. Trong phim, ông hóa thân nhân viên giúp việc Trevor Billy mới vào nghề, phải quăng trong trận chiến diễn ra với một con ong ở trong ngôi biệt thự sang trọng. Với Man vs. Bee, ta sẽ lại bắt gặp một Rowan Atkinson với phong cách tấu hài sử dụng nhiều ngôn ngữ hình thể quen thuộc. Không lẫn vào đâu được, Mr. Bean tên thật là Rowan Sebastian Atkinson, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1955 tại Durham, Anh. Ngoài được biết đến là một tỷ phú, một đại gia. Ý tôi là một diễn viên hài, diễn viên điện ảnh, thì ông còn kiêm luôn chức vụ biên kịch, sản xuất, tư lệnh quân đoàn Anh. Sở hữu gương mặt có 102 với cặp lông mày sâu róm hóm hỉnh, đôi mắt siêu to khổng lồ. Chiếc mũi của chú chim mỏ sừng da du khiến Rowan Atkinson trông rất đặc biệt. Ít ai biết, Mr. Bean sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nông, là con út, thường bị các anh lười biếng đùn đẩy việc đồng áng và thỉnh thoảng còn phải lái máy cày cho cha. Chăng cũng vì lý do này mà Rowan Atkinson nhà ta có cả bằng lái hạng nặng, cho phép ông lái xe mang trọng tải tới 3,5 tấn. Tôi cứ tưởng từ lúc nhỏ, cụ tổ ca khịa đã có trong mình khiếu tấu hài bẩm sinh rồi chứ. Ai ngờ, Rowan lại là thanh niên nghiêm túc, lạnh lùng boy chính hiệu. Người thân của Mr. Bean cho biết, mỗi lần suy nghĩ, gương mặt ông trở nên méo mó, trông khá là kỳ quặc. Vì vậy, Rowan thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt vì chứng nói lắp, bị gọi là thằng khùng, thằng mồm rộng hay thằng ngoài hành tinh. Ấy vậy mà nhân vật bị gọi là thằng khùng đó lại có bằng thạc sĩ kỹ sư điện tại trường trực thuộc Đại học Oxford, một ngôi trường danh giá ở Vương quốc Anh. Chưa hết, ông còn là bạn thân chí cốt từ thời còn đi học của cựu thủ tướng Tony Blair. Theo hiệu trưởng cũ chia sẻ, cả hai khá trái ngược nhau trong cách cư xử. Trong khi Atkinson nhút nhát, Blair rất cởi mở và là một học sinh gương mẫu. Đây đích thị là đôi bạn siêu phẩm trong truyền thuyết. Người thì là diễn viên hài được so sánh với Charlie Chaplin của thế kỷ 20, người lại là thủ tướng. Team này quá mạnh rồi, chơi vậy ai chơi lại? Rowan Atkinson còn bonus cho chúng ta thêm combo giải thưởng Nhân vật của năm do BBC bình chọn năm 1980 và Best Light Entertainment Performance năm 1989. Khùng mà được như Mr. Bean thì tôi cũng chịu nữa nha anh em. Trong những năm tháng học tập thạc sĩ, Rowan bắt đầu quan tâm đến diễn xuất và đăng ký vào một nhóm hài. Điều đặc biệt ở đây là mặc dù mắc chứng nói lắp, nhưng ông hoàn toàn có thể biểu diễn trơn tru mỗi khi hóa thân vào nhân vật. Chỉ cần lên trên sân khấu, Mr. Bean như trở thành một người khác, vừa vui tươi lại nhanh nhẹn, hóm hỉnh. Chuyện tâm linh không đùa được đâu, cái này mới đúng là nghề chọn người này. Cũng trong thời gian này, chúa hề đã có lần gặp gỡ biên kịch Richard Curtis. Ấn tượng của Curtis về Rowan lần đầu gặp là anh chàng câm như hến và ngồi im trên ghế như thú nhồi bông. Đến lần gặp gỡ thứ hai, nhà biên kịch phim hài thành công nhất nước Anh đã hoàn toàn ngả nón bái phục và xem Mr. Bean như thiên tài. Ông còn từng thừa nhận chưa bao giờ cười nhiều như thế trong suốt cuộc đời của mình. Cả hai đã cùng hợp tác trong bộ phim hài Bốn đám cưới và Một đám ma. Đây cũng là bộ phim đầu tiên Rowan góp mặt với vai trò là một diễn viên. Khi Mr. Bean 21 tuổi, nhà sản xuất John Lloyd đã chủ động liên hệ mời vào vai chính trong phim Not the 9 o'clock news. Lý do là bởi ông nhìn thấy ở chàng diễn viên này có tố chất của một ngôi sao sẽ rất nổi tiếng. Sau đó, Rowan và Curtis cùng viết kịch bản cho loạt phim hài kịch tình huống Blackadder. Thành công vang dội và những đánh giá tích cực đã giúp bộ phim trở nên ăn khách nhất trong lịch sử đài BBC. Thế nhưng tên tuổi của ông trùm mim chỉ thực sự vươn tầm thế giới khi loạt phim hài dài 15 tập Mr. Bean phát hành. Bộ phim kể về cuộc sống đời thường của một đứa trẻ trong cơ thể người đàn ông trưởng thành nhưng lại vô cùng đáng yêu. Một người từ trên trời rơi xuống với nét cư xử không giống ai, thu hút hơn 18,74 triệu người xem cho mỗi tập.
chính nét diễn tự nhiên của Rowan đã đưa nhân vật Mr. Bean cùng chú gấu Teddy trở thành biểu tượng cũng như tuổi thơ của hàng triệu đứa trẻ trên thế giới. Tác phẩm còn được chuyển thể thành phim hoạt hình và phim điện ảnh. Cơ mà ban đầu, series phim này được đặt tên là Mr. White, sau đó lại định đổi thành Mr. Cauliflower, rồi cuối cùng mới quyết định lấy tên là Mr. Bean. Cứ nghĩ đến cái tên Mr. Súp Lơ Trắng là tôi lại cười không nhặt được mồm luôn ấy. Kịch bản phim được đánh giá là sáng tạo, có duyên và vô cùng hóm hỉnh, đưa nghệ thuật nghe nhìn lên một tầm cao mới, mang lại doanh thu lớn và giúp Rowan trở thành một trong những nghệ sĩ giàu nhất nước Anh với tổng tài sản lên đến hơn 150 triệu đô, 3.500 tỷ đồng. Uê uê, không biết là ông có nhận con nuôi, cháu nuôi gì không nhở? Để Messine tôi còn nhanh chân đăng ký một slot nữa chứ. Những thành công trong lĩnh vực nghệ thuật đã giúp của hiếm của Anh Quốc rủng rỉnh túi theo đuổi đam mê tốc độ. Nói không phải khoe, chứ ba nuôi của tôi đang là người giữ kỷ lục về hóa đơn sửa chữa ô tô đắt nhất thế giới. Công ty bảo hiểm của Mr. Bean đã phải chi trả hơn 900.000 bảng Anh, tức là khoảng gần 30 tỷ Việt Nam đồng, sau khi chiếc siêu xe McLaren F1 mà ông lái gặp tai nạn vào năm 2011. Riêng cái tiền bảo hiểm xe thôi cũng đã bằng cả gia tài người thường rồi, quá ư là đỉnh luôn. Rowan cũng là chủ nhân của loạt quái xế đình đám như chiếc DB7 Vantage hay Ford Falcon 164, Bentley Birkin Mountain, Mercedes AMG và rất nhiều chiếc xe sang xịn mịn đến từ mọi thương hiệu xe hơi nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ có dòng xe Porsche là ông lắc đầu, cảm thấy không phù hợp với mình. Hay là vì chiếc xe này chỉ tầm 60 tỏi, bèo bọt quá, không xứng với Mr. Bean nhở? Bật mí là trong bộ phim Điệp viên không không thấy, ông cũng đã sử dụng chiếc siêu xe quyền lực và đắt giá Aston Martin V8 của mình để quay phim. Ngoài việc đều đặn mua xe, Mr. Bean còn viết bài cho các tạp chí danh tiếng Car và Evo. Tốc độ lái xe của Mr. Bean cũng tỷ lệ thuận với tốc độ nhảy số của tài khoản cá nhân. Rowan không chỉ sưu tập siêu xe mà còn thích đắm chìm vào cảm giác đích thân lái chúng lao vút dẹt lửa trên đường đua. Chúa Hề đã từng đích thân chia sẻ: "Tôi không phải là một nhà sưu tập, tôi không thích nhốt những chiếc xe trong tủ kính rồi nhìn chúng hư hỏng dần. Uầy, tới đây chắc nhiều tài phiệt phải nhột này." Phong cách sống của Mr. Bean là lấy siêu xe phục vụ mình, chứ không phải khe bẩn bàn dân thiên hạ rồi đem trưng cất, chất chơi người rơi quá cơ. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho niềm đam mê đó cũng không ít lần nằm đo đường đến từ vị trí của Rowan. Kinh điển nhất phải kể đến vụ tai nạn ngày 4 tháng 8 năm 2011 mà Mr. Bean may mắn thoát chết. Do phóng nhanh cộng với đường trơn ướt đã khiến cho Rowan Atkinson bị mất tay lái khi đang điều khiển chiến mã McLaren F1 trên đại lộ A605 gần Haddon, thành phố Cambridgeshire, Anh. Chiếc xe thể thao trị giá 650.000 bảng Anh với công suất 680 mã lực, thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất 3 giây và tốc độ tối đa 371 km/h đã bị toác đầu nghiêm trọng. Mr. Bean cũng đã từng có một cuộc hôn nhân khiến bao người được fan ăn bánh gato. Năm 1990, ông kết hôn cùng người vợ là chuyên gia trang điểm Sunita Sastry khi cùng tham gia bộ phim Blackadder. Chuyện tình đó kéo dài 24 năm, với dù gái hay trai, cả hai có đủ. Người đàn ông năm ấy chúng ta cùng cười vào mặt, còn từng liều lĩnh tự lái máy bay để cứu gia đình khỏi tai nạn khi phi công ngất trong chuyến đi du lịch. Nhưng mọi chuyện chỉ có thể kết thúc với hai chữ đã từng. Nhanh như vận tốc siêu xe, phiên tòa ly hôn diễn ra vỏn vẹn 65 giây. Sau đó Rowan đi theo tiếng gọi tình trẻ kém 28 tuổi, mặc kệ làn sóng chỉ trích từ dư luận. Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Nam diễn viên để Sunita cùng hai người con ở lại trong ngôi biệt thự trị giá 11 triệu bảng Anh, tức là khoảng 350 tỷ đồng, và ra sống riêng cùng với vợ trẻ. Ở tuổi 62, Chúa Hề chào đón cô con gái Isla. Từ đây, Mr. Bean cũng lùi bước về sau để thấy vợ mới rõ hơn và dành nhiều thời gian cho gia đình. Như tương truyền, anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân, còn cuộc đời Mr. Bean thì luôn có những cú twist. Mới đó thôi mà quý ngài nắm giữ tuổi thơ của hàng triệu khán giả trên thế giới đã 72 tuổi. Dù thế nào đi chăng nữa thì Mr. Bean vẫn mãi là thánh lầy, thánh nhây, thánh bựa với những đóng góp to lớn mang tầm ảnh hưởng vũ trụ. Anh em có chia sẻ gì thì cứ comment ở dưới để Messine cùng tham khảo nhé. Trước khi tạm biệt, nhớ like, share và đăng ký kênh đẩy view ủng hộ cho Messine ra nhiều video chất lượng hơn nhé. Bye bye!